Vậy là cô ta không phải em đúng không? Chẳng cần đôi co nếu anh thấy cô ấy quan trọng. Giờ anh đi đi, em không trách anh đâu. Thật tâm những gì năm tháng yêu anh với em không hề hoang phí. Ngày vừa quên nhau, ai đã hứa yêu em trọn đời đến sau. Vậy giờ thương đau sao, chỉ mỗi anh đầy vẹn nguyện lúc đầu. Còn không anh ơi, những năm tháng ai ta cùng nhau chung đôi, hứa sẽ không rời, nhưng nay phải xa cách rồi. Không sao.